điều khiển xe máy tông thẳng vào đuôi xe máy cày, nam thanh niên tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra tối qua trên quốc lộ 14, đoạn qua thôn Sơn Thành, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Khoảng 18 giờ 30 phút tối qua, thanh niên 24 tuổi ngụ tỉnh Đắk Nông điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ huyện Bù Đăng đi tỉnh Đắk Nông. Đến thôn Sơn Thành, xã Phú Sơn, bất ngờ tông vào đuôi xe máy cày đang đi cùng chiều phía trước. Cú tông quá mạnh khiến thanh niên và xe máy bị ngã văng chuội ngược trở lại nam thanh niên tử vong tại chỗ chiếc xe máy hư hỏng